chào quý vị khán giả và quý bà con. Kim Quý và Thiên Phước rất vui khi được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lam Đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Tính đến tháng 5 năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân trên 140 tỷ đồng cho 31.360 lượt nông hộ vay vốn theo hình thức tín chấp ưu đãi. Nghề nuôi ong dưới tán rừng Suối Vẹt thu về từ 20 đến 30 tấn mật mỗi năm, giúp người dân làm giàu. Con số hôm nay, 5 tháng đầu năm 2019, có 49 dự án FDI mới đầu tư vào ngành gỗ. Chuyện nhà nông, hiệu quả tín dụng chính sách hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Đam Rồng. Thưa bà con, vốn cho sản xuất luôn là bài toán cần giải đầu tiên khi muốn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 25 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với tổng nguồn vốn gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó thì nguồn vốn huy động từ dân cư trên 4.882 tỷ đồng. Vốn tự có gần 400 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng hợp tác xã Lâm Đồng gần 530 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các quỹ tín dụng cơ sở đã giải quyết cho thành viên vay trên 3.950 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, đưa tổng dư nợ hiện có đạt trên 5.060 tỷ đồng, tăng hơn 830 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với hoạt động cho vay, các quỹ tín dụng cơ sở cũng đã chú trọng công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thu hồi nợ đến hạn, nên chất lượng tín dụng toàn hệ thống đạt khá cao, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp bằng 0,19% trên tổng dư nợ. Tính đến tháng 5 năm 2019, thông qua 830 tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông Dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân trên 140 tỷ đồng. Số vốn này được cấp cho 31.360 lượt nông hộ vay vốn theo hình thức tín chấp với lãi suất ưu đãi. Tổng dư nợ ủy thác qua Hội Nông Dân hiện có đạt trên 1.000 tỷ đồng với hơn 27.500 hộ dư nợ. Nguồn vốn được các hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Song song đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn đã huy động tiết kiệm từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn được hơn 43 tỷ đồng bổ sung vào vốn ủy thác để cho vay và giúp các hội viên nông dân trả gốc và lãi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Liên tục chương trình, nghề nuôi ong dưới tán rừng Suối Vẹt thu về từ 20 đến 30 tấn mật mỗi năm, giúp người dân làm giàu. Con số hôm nay, 5 tháng đầu năm 2019, có 49 dự án FDI mới đầu tư vào ngành gỗ. Chuyện nhà nông, hiệu quả tín dụng, chính sách hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Đam Rồng. Thưa bà con, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, gắn với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Sau hơn 4 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đã có những bước phát triển mạnh mẽ và cải thiện đời sống người nông dân. Sau đây là ghi nhận của chương trình về những thành công đáng ghi nhận tại địa phương này. Đây là mô hình liên kết sản xuất chè an toàn của gia đình chị Nguyễn Ngọc Thúy, thôn Quyết Thắng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn với công ty cổ phần chè Mỹ Lâm. Gia đình chị được khoán gần 4.000 m2 nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật. Vụ chè năm 2018, gia đình chị thu hoạch gần 30 tấn chè, thu về gần 150 triệu đồng, tăng khoảng 40 triệu đồng so với trước. Thị trường thường là những yêu cầu là những sản phẩm sạch. Thì chúng tôi là vì cây chè là sản xuất đồ uống, thì tôi thấy cái chương trình rất thiết thực và nó sẽ lâu dài. Còn đây là hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Công thuộc xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Nơi đây đã có 3 năm liên kết nuôi trâu bò vỗ béo với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, tỉnh Tuyên Quang. Hiện 18 trên 18 thành viên trong hợp tác xã đều tham gia mô hình nuôi trâu bò vỗ béo với tổng số 42 con. Làm sao xây dựng được một cái sản phẩm, nhất là đầu tiên nó phải sạch, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của các nước EU cũng như là các nước trong khu vực. Và cái thứ hai nữa là sản phẩm là phải đạt được chất lượng. Trên cơ sở đó thì công ty cũng xác định là con đường duy nhất là con đường liên kết với bà con nông dân để làm sao hai bên cùng kết hợp để sản xuất ra một cái sản phẩm rất là tốt. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu cơ cấu nông nghiệp đạt 84%, lâm nghiệp 12%, thủy sản chiếm khoảng 3% và có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyển sang một câu chuyện đáng chú ý khác, cũng tại một địa phương phía Bắc. Thưa bà con, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, Hòa Bình
là một xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Những năm gần đây, xã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững từ việc phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ Hòa Bình, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân. Gia đình anh Lê Đình Hợi bắt tay vào nuôi cá lồng từ năm 2000 với 3 lồng cá. Đến nay, gia đình anh đã phát triển được 16 lồng cá, trong đó chủ yếu là giống cá trắm đen, lăn, chép, chiên. Ngoài ra, gia đình anh Hợi còn cung cấp con giống cho bà con trong toàn xã. Năm 2018, gia đình anh xuất ra thị trường trên 6 tấn cá, thu về hơn 400 triệu đồng một năm, lợi nhuận sau chi phí đạt gần 200 triệu đồng. Gia đình chúng tôi áp dụng nuôi cá ở sông Đàn này là gia đình tôi bớt cái khó khăn, không phải trèo đồi làm nương làm rẫy nữa. Kinh tế là có của ăn của để. Nhờ bắt tay vào nghề nuôi cá lồng, theo thống kê năm 2018, thu nhập bình quân toàn xã Tiền Phong đạt 20 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 59,86%. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao hơn nữa, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của người dân, cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Qua đó tạo điều kiện giúp các hộ dân phát triển mô hình nuôi cá lồng, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế. Thưa bà con, nghề nuôi ong chắc chắn không còn xa lạ với nhiều quý bà con nông dân ở nhiều địa phương. Dựa vào lợi thế sản xuất và điều kiện thiên nhiên ở từng vùng mà bà con đã có những cách riêng để phát triển nghề nuôi ong làm giàu. Tại tỉnh Nam Định, Vườn Quốc gia Xuân Thủy có diện tích tự nhiên là 7.100 hectare, được bao quanh bởi những cánh rừng sú vẹt. Điều hay là hàng năm cứ đến mùa hoa sú vẹt nở, những người nuôi ong từ khắp các tỉnh thành trong cả nước lại đưa đàn ong của mình về đây để lấy mật. Những cánh hoa từ thiên nhiên ban tặng đã đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho các thợ ong. Cả năm rong ruổi đưa đàn ong đi khắp các nơi để tìm mật. Từ tháng 5 đến tháng 8, khi rừng sú vẹt tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy nở hoa, ông Vũ Tiến Thành mới chính thức được chăm sóc đàn ong trên chính mảnh đất quê hương. Ông Thành cho biết, ông vừa mới đưa hơn 400 đàn ong của mình từ tỉnh Đắk Lắk về đây được khoảng 2 tuần để lấy mật hoa sú vẹt. Nghề nuôi ong này cho thu nhập cao, nhưng đòi hỏi phải có sự cần cù chịu khó. Cái kỹ thuật này thì nó cũng không khó khăn lắm, nhưng mà đòi hỏi là con người ta nó phải chịu khó. Nó cũng như con ong, cần cù như con ong. Cây sú vẹt là một loại cây mọc ở ven biển, đặc tính sống là nửa nước và nửa cạn, sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt để tạo ra loài hoa rất đặc biệt. Hoa sú vẹt nở tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, nên ngoài đặc điểm sạch sẽ, mật ong hoa sú vẹt có vị thơm đặc trưng rất riêng, được thị trường ưa chuộng. Mật ong sẽ được bán lẻ cho người dân, các thương lái hay các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua với giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi ký. Sau khi trừ mọi khoản chi phí, người nuôi thu về khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nuôi ong ở rừng sú vẹt này nó được là cái môi trường nó sạch sẽ. Cái hoa này nó là ở ngoài vùng nước biển này thì nó sạch. Theo thống kê thì hàng năm có từ 3.000 đến 5.000 đàn ong đến Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Và sản lượng của cái mật hoa rừng sú vẹt này thì đạt từ 20 đến 30 tấn trên năm. Và tạo ra cái nguồn thu tương đối ổn định cho cộng đồng dân cư ở trong khu vực. Hàng năm, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đều mời chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp về hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ quản lý, chăm sóc đàn ong, cách tạo ong chúa, chia đàn, phòng trị bệnh cho ong, cũng như cách xây dựng tổ ong, chế biến thức ăn bổ sung, để người nuôi có thể khai thác tối đa nguồn hoa sú vẹt tại đây. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 49. Đây là số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ nước ta trong 5 tháng đầu năm nay. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm nay có 49 dự án FDI mới đầu tư vào ngành gỗ, gấp 1,2 lần tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong cả năm ngoái. Trong số quốc gia đầu tư, Trung Quốc đứng đầu bảng với 21 dự án, tương đương với 43% tổng số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ. Mặc dù hút vốn mạnh, nhưng nhiều chuyên gia ngành gỗ bày tỏ lo ngại về khả năng phát triển bền vững của ngành gỗ khi chưa được đầu tư vào khâu thiết kế mẫu mã, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng lao động lành nghề. Cùng với đó, thì dòng vốn dịch chuyển đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ẩn chứa một số rủi ro. Vì vậy, cần có đánh giá tổng thể về các loại hình rủi ro trong các dự án FDI và trong các sản phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, thì cần rà soát toàn bộ các dòng sản phẩm có độ biến động lớn trong xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ và trong nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam để có thể xác định được các rủi ro về gian lận thương mại. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông. Thưa quý vị và bà con, với một địa phương có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông luôn nỗ lực cố gắng đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với các hộ nghèo nói chung, trong đó có hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Và nhờ nguồn vốn này thì các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã sử dụng đúng mục đích và hiệu quả vươn lên ổn định cuộc sống. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước để đầu tư vào phát triển kinh tế, vươn lên có cuộc sống ổn định là hộ gia đình chị Rơ Ông Cờ Ngọc, làm nghề trồng dâu nuôi tầm. Chị Cờ Ngọc cho biết, cách đây 5 năm, thấy gia đình chị khó khăn, tổ tiết kiệm và vay vốn hội phụ nữ thôn 1 đã đứng ra tín chấp, giúp gia đình chị vay 30 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ nghèo để đầu tư trồng dâu nuôi tầm. Đến tháng 4 năm 2018, chị chuyển qua vay vốn hộ cận nghèo 30 triệu đồng, tiếp tục trồng dâu nuôi tầm. Cũng trong năm 2018, qua bình xét, gia đình chị khó khăn về nhà ở nên được hỗ trợ 55 triệu đồng để làm nhà. Thêm vào đó, chị Cờ Ngọc cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường để xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Năm 2014 thì tôi vay 30 triệu để chăm sóc cà phê. 2018 thì làm nhà ở, đến tháng 4 gần đây nhất là vay làm chương trình vệ sinh, trồng dâu nuôi tầm. Thì cảm thấy kinh tế nó ổn định hơn. Một trường hợp khác là hộ chị Hoàng Thị Thích và anh Vi Văn Xím, thôn 1 xã Roman. Theo tìm hiểu, cách đây gần 10 năm, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn hội nông dân xã, chị Thích được vay 15 triệu đồng mua phân bón, chăm sóc 8 sào cà phê và mở thêm tiệm may, cải thiện cuộc sống. Năm 2017, chị Thích tiếp tục được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vay vốn hộ cận nghèo với mức vay 50 triệu đồng. Đảng, nhà nước thì đã cho tạo điều kiện cho gia đình em vay số vốn đó để làm ăn, thì để trang trải gia đình. Em cũng cảm ơn rất là nhiều. Em sẽ cố gắng làm để mà trả đúng thời hạn. Cái tổ có vay vốn của tôi là hiện giờ là coi quản lý là tầm gần 60 tổ viên. Hiện giờ coi như là dư nợ của Ngân hàng Chính sách là trên 2 tỷ. Các tổ viên mà vay vốn thì rất có hiệu quả. Từ coi như hộ nghèo, tức là dần dần coi thoát nghèo. Bởi những hộ thoát nghèo thì dần dần coi được là thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Còn về cái vốn vay thì hiện giờ là nói chung về cái vốn thì cũng còn cái tầm theo quyết định của Thủ tướng cũng là vay đến trăm, nhưng mà hiện giờ là cái nói chung nguồn vốn nó cũng hạn hẹp, cho nên là cũng coi cả tổ viên là cũng vay coi như là tầm là 50 triệu, và đồng thời cũng mong rằng coi như cấp trên nhà nước là coi như nên hỗ trợ tiếp theo để cho coi xã Roman là tiến tới xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 5 năm 2019, tổng dư nợ đạt gần 256 tỷ đồng với gần 6.750 hộ dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên 128 tỷ đồng với gần 4.400 hộ dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách giúp cho 8.970 lượt hộ trên địa bàn thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trong đó có trên 3.370 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, thoát cận nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 53,4% năm 2008 xuống còn 19,22% cuối năm 2018. Nay là bà con đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đã thay đổi được cái tư duy lao động sản xuất. Chúng tôi đánh giá địa phương đối với người bà con đồng bào mà có được cái tư duy đấy, đồng nghĩa là bà con đã biết làm kinh tế. Mà đấy có thể là con số nó mới, nó ít, nó manh nha thôi. Tuy nhiên là chúng tôi đánh giá nó là cái nền tảng để về lâu về dài sau này bà con dần già là tiếp cận, gọi là cái văn minh, tiếp cận những cái cách làm mới, tiếp cận gọi là cái đầu óc biết hạch toán để làm kinh tế gia đình. Có thể thấy nguồn vốn tín dụng ưu đãi luôn là kênh vốn thiết thực, quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của huyện Đam Rông, nhằm giúp bà con có điều kiện đầu tư vào phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và bà con, nội dung đáng chú ý của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.